Chào mừng bạn đến với kênh CD Hay của Toàn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái điều mới nhất của YouTube sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận được người xem video nhiều hơn. Mà cái cách làm này nó rất là đơn giản. Bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách làm này cho bất kỳ một cái video nào trên kênh YouTube của bạn ngay bây giờ. Còn chờ gì nữa, xem mình hướng dẫn ngay nào. Đây là một tính năng mới rất là hay của YouTube. Nó sẽ giúp cho bạn có thể thay đổi ảnh đại diện một cái video YouTube từ nhiều cái ảnh khác nhau. Nếu như bạn không biết nên đặt ảnh đại diện YouTube như thế nào để có thể thu hút người xem thì hãy sử dụng cái tính năng mới này của YouTube để có thể tìm ra được cái ảnh nào nó thu hút người xem nhất và nó hiệu quả nhất để giúp cho cái video của bạn nó sẽ tiếp cận người xem được video nhiều nhất. Rồi để sử dụng cái tính năng này rất là đơn giản, bạn chỉ cần mở một cái video YouTube bất kỳ. Rồi ở phần hình thu nhỏ, trước đây thì chúng ta chỉ cần up một cái hình lên là được. Bây giờ YouTube nó cho các bạn thêm một cái tính năng rất là hay nha. Ở đây nó có cái phần là tạo tự động, rồi tải ảnh lên và xem báo cáo thử nghiệm. Thì video này mình đã up 3 cái ảnh thử nghiệm rồi. Mình sẽ mở một cái video khác. Đây là một cái video mình chỉ up một cái ảnh như từ trước tới giờ. Rồi để sử dụng tính năng này, các bạn bấm vô phần thay đổi nè. Ở đây nó sẽ có 4 cái mục mới nè. Thay đổi thì chúng ta sẽ đổi một cái hình khác. Nó giống như trước giờ các bạn hay làm. Rồi tải xuống là tải cái ảnh đại diện này. Rồi cái mà YouTube mới thay đổi đó chính là thử nghiệm và so sánh và tạo tự động. Tạo tự động là chức năng YouTube cho bạn có thể tạo ra một ảnh đại diện từ một cái khung hình ở trong cái video. Ở đây nó sẽ tự động tạo ra một số cái khung hình có sẵn ở đây, các bạn có quyền chọn ha, được chọn một trong những cái khung hình này, sau đó lưu lại. Mỗi video thì nó sẽ tự tạo ra những cái đó khác nhau. Rồi cái mà mình đang sử dụng chính là cái chức năng thử nghiệm và so sánh. Đây là một cái hình chúng ta hay đăng lên. Ở đây các bạn được đăng hai cái hình khác nữa, tức là một cái video mà YouTube cho chúng ta tải tới 3 cái ảnh đại diện thì nó sẽ so sánh xem 3 cái ảnh này, ảnh nào là thu hút người xem click vào xem video nhiều nhất thì nó sẽ thống kê cho bạn biết cái ảnh đó là cái ảnh hiệu quả nhất. Bạn sẽ quyết định chọn cái ảnh đó làm cái ảnh gốc và ảnh đại diện của video luôn. Các bạn không sử dụng hai cái ảnh mà người xem video họ không có click vào nhiều. Đó, đây là cái chức năng rất hay của YouTube. Rồi khi mà đăng đủ 3 cái ảnh lên rồi, rồi nhấn nút xong thì YouTube sẽ cho các bạn chạy một thời gian. Ở đây mình đã cho cái video này chạy thì nó sẽ thấy chữ đang chạy. Và khi bấm vô phần xem báo cáo thử nghiệm nè, đó thì nó sẽ thể hiện phần trăm ở đây. Và cái thời gian nó sẽ chạy thử nghiệm ở đây. Đây, nó chạy còn 8 ngày nữa nè. Thời gian nó sẽ chạy 2 tuần. Đây các bạn thấy nó ghi nè. Quá trình thử nghiệm có thể kéo dài đến 2 tuần. Vui lòng kiểm tra lại sau xem hình thu nhỏ nào hoạt động tốt nhất. Đó, tức là sau 2 tuần là bạn có được cái tỷ lệ người ta xem nhiều hay ít từ một cái video. Sau đó các bạn có thể chọn cái video này làm hình nền nào là hợp lý nhất. Do đó khi làm cái này các bạn nên lưu lại cả 3 cái ảnh đại diện này để sau khi 2 tuần chạy thử nghiệm rồi thì chúng ta sẽ chọn cái ảnh nó hiệu quả nhất các bạn làm ha, còn hai cái ảnh kia các bạn xóa đi. Các bạn có thể dừng lại bất kỳ và chọn luôn ha. Ví dụ như mình thấy cái này đang hiệu quả nè, hiệu quả nhất nè, đó. Thì ở đây mình sẽ bấm là dừng so sánh thử nghiệm và chọn luôn cái này làm hình luôn, khỏi chạy nữa. Hoặc là cái này. Theo cái video này thì các bạn thấy là ở đây chỉ có 28.1, 34.8, 37. Chứng tỏ là cái hình thu nhỏ thứ ba này là nó hiệu quả nhất, đúng không? Ở đây mình còn tới 8 ngày nữa để chạy. Thì sau 8 ngày thì những cái tỷ lệ này nó sẽ thay đổi nha. Nếu mà nó vẫn giữ nguyên cái hình thu nhỏ thứ ba này là cái hợp lý nhất thì mình sẽ chọn cái này. Và những cái video khác cũng vậy nha các bạn. Đây là một tính năng rất hay. Chúng ta có thể khám phá được người xem người ta thích xem cái ảnh đại diện nào, chúng ta làm thôi.
quá đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả, đúng không? Các bạn nhớ là đợi sau khoảng thời gian này thì nó mới đủ thời gian để nó tính toán, thử nghiệm, so sánh nha. Rồi, đây là cái tính năng mình nghĩ rằng rất là cần thiết cho các bạn tối ưu video được nhiều người xem nha. Nếu như các bạn cảm thấy thích tính năng này hoặc là thích cái nội dung này, đừng quên ủng hộ Toàn bằng cách like video này và nhấn đăng ký kênh CD Hay Studio của Toàn nha.